Thưa quý vị, với người Ede ở Tây Nguyên, âm nhạc, lời ca luôn theo họ từ thuở mới sinh ra đến khi qua đời về với ông bà tổ tiên, thể hiện đời sống tinh thần và nét văn hóa độc đáo. Tuy nhiên, những giai điệu này đang dần mất đi trong đời sống, trong đó có tiếng hát Ai Rây, một trong những điệu dân ca lâu đời của người Ede. Những lời hát Ai Rây ngợi ca về tình yêu quê hương, tình cảm bạn bè, gia đình vẫn luôn được bà Hờ Chăm, 63 tuổi, hát say mê. Điệu Ai Rây có thể hát theo dạng đối đáp hoặc một mình, nhất là khi được đệm thêm tiếng kèn tinh nam thì lời hát lại nhịp nhàng hơn. Ngày xưa vui hay buồn, lên dãy nương, đi lấy nước, bà đều hát. Thế nhưng điệu Ai Rây đang mất dần, giờ chỉ hát vào đám tang hay có yêu cầu. Trong buôn, hiện chỉ còn bà biết hát Ai Rây. Bà là biết, bà hát, con cháu không biết, không hát cho tập. Hát Ai Rây con không chịu, con cháu không chịu hát. Hát là tiếng người canh nhạc, con cháu mình biết. Khi người trẻ ít mặn mà với nhạc cụ và các làn điệu dân ca Ede truyền thống thì chỉ còn những người lớn tuổi cùng sinh hoạt với nhau. Đây là một buổi tập của câu lạc bộ hát Ai Rây và thổi các loại nhạc cụ như đinh năm, đinh cút, đinh sứ. Thì họ thì có tiền mà họ mới đi, nhưng mà mình không cần tiền, làm sao biết phong tục phổ thông của mình mà là được. Có tiền vẫn đi, không có tiền vẫn đi. Lớp trẻ bây giờ nó kiểu là như nó là kiểu cũng học mà không có vào được một tí. Rất là khó, học 3 tháng rồi. Có chị mới làm được, có chị thì cũng chưa luyện được một thứ gì hết. Thành lập cái câu lạc bộ là nói về kinh phí là không có. Tự lập hết, khó khăn là cái chỗ đó. Từ đinh này, đinh số, đinh năm là góp hay là đi xin đi mua. Không có nguồn vốn chỗ đó, rồi chiêng tre cũng vậy. Từ giai điệu Ai Rây, nhiều nhạc sĩ đã sáng tác ra những bài hát nổi tiếng về Tây Nguyên như Hơ Gen Lên Dãy, còn Thương Nhau Thì Về Buôn Mê Thuột. Tuy vậy, điệu hát Ai Rây nói riêng cùng với các giai điệu như hát Ca Ức Sử Thi của người Ede, như hát Ca Ức Sử Thi của người Ede đã có nguy cơ mai một do thiếu người kế thừa khi âm nhạc hiện đại lên ngôi. Tại một số buôn làng, hình ảnh bản sắc mất dần đi, nhiều năm cũng không tổ chức nghi lễ theo phong tục của đồng bào mình nữa.